Các cầu thủ đã chiến đấu đến những giây phút cuối cùng và thể hiện được tinh thần đoàn kết. Chúng ta cũng đừng bình luận quá nhiều. Trong lịch sử có những lúc chúng ta đưa đội tuyển lên mây rồi nhận lại những thất bại cay đắng. Như ở trận gặp Malaysia, chúng ta đã thua họ ở lượt về trên sân nhà. Đến SEA Games 28, chúng ta đánh giá Myanmar quá thấp và rồi lại thua trước đối thủ này ở bán kết. Hôm nay thì tôi hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ trước một đội bóng mạnh. Các cầu thủ Việt Nam rất nhanh và chơi tốt. Ngay từ hàng phòng ngự, các bạn đã gây áp lực lên chúng tôi. Đúng là đội tuyển Việt Nam đã thực sự phát triển và trong tương lai, đây sẽ là một đội bóng mạnh. Tôi nghĩ rằng nếu thủ môn Nguyên Mạnh tiếp tục chơi hay như trận đấu ngày hôm nay, các bạn sẽ đánh bại được Thái Lan.